Khánh và chồng đại gia rạng rỡ đi đám cưới Lê Phương và Trung Kiên. Vợ chồng Ngân Khánh cùng đông đảo sao Việt đã có mặt tại đám cưới Lê Phương, Trung Kiên ở thành phố Hồ Chí Minh để chúc mừng đôi vợ chồng trẻ. Trưa nay 19 tháng 8, tiệc cưới của Lê Phương và chồng trẻ Trung Kiên đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh sau hai lần tổ chức ở nhà gái Trà Vinh 8 tháng 8 và nhà trai Bình Thuận 16 tháng 8. Theo thông tin Lê Phương chia sẻ từ trước, tiệc cưới tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 8 hôm nay là buổi để cô và Trung Kiên chung vui với bạn bè nghệ sĩ trước sự góp mặt của gia đình hai bên. Đúng giờ, rất đông sao Việt là bạn bè thân thiết với Lê Phương, Trung Kiên đã có mặt để chúc mừng cặp đôi. Mặc dù có nhiều nghệ sĩ đã từng xuống Trà Vinh dự lễ cưới ở nhà gái ngày 8 tháng 8 vừa qua, nhưng vẫn sắp xếp thời gian để đến buổi tiệc trưa nay. Trong đó, sự xuất hiện của Ngân Khánh và chồng Việt Kiều Thế Quân cũng được quan tâm đặc biệt. Đây là lần đầu tiên Ngân Khánh và chồng xuất hiện tại một sự kiện sau 2 năm làm đám cưới. Ngân Khánh và ông xã Thiếu Quân nắm chặt tay nhau tới dự đám cưới người bạn thân Lê Phương. Sau 2 năm kết hôn, đây là lần đầu tiên cặp đôi cùng tham dự một sự kiện. Ngân Khánh được ông xã quan tâm hết mực tại đây. Trong đám cưới Lê Phương Trung Kiên tại Trà Vinh ngày 8 tháng 8, Ngân Khánh cũng từ Singapore về dự. Cả vợ chồng Ngân Khánh đều rất thân thiết với vợ chồng Lê Phương và Trung Kiên. Hiện tại, vợ chồng Ngân Khánh vẫn ở Singapore để làm việc và học tập. Ngân Khánh cho biết cô còn 2 năm để hoàn thành khóa học tại Singapore, rồi mới tái xuất showbiz. Trong thời gian đón tiếp quan khách, vợ chồng Lê Phương, Trung Kiên tranh thủ chụp hình chung cực hạnh phúc. Nghệ sĩ Hữu Châu đến từ sớm để chúc mừng vợ chồng Lê Phương và Trung Kiên. Tình cũ Lê Phương, Quý Bình cũng có mặt tại đám cưới. Lê Phương khoe ảnh cưới với chồng trẻ, diễn viên và chú rể ca sĩ Trung Kiên diện trang phục cùng tông thể hiện tình cảm trước ống kính. Diễn viên chia sẻ ảnh cưới được chụp trong studio trước buổi tiệc diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 8. Cô yêu thích sắc tím nên thuyết phục chú rể Trung Kiên chọn tông trang phục này. Người đẹp chỉ hé lộ vài bức ảnh, các bức còn lại dành để giới thiệu tại buổi tiệc. Cô dâu trang điểm theo phong cách truyền thống với màu mắt đậm, má hồng và tóc bới cao. Cô dâu thay váy ren trắng trong một khung ảnh, váy cưới do Hồ Thiên Tuấn thiết kế. Trước đó, cô dâu chú rể tổ chức lễ thành hôn tại Bình Thuận, quê nhà chú rể vào ngày 16 tháng 8. Cô dâu chú rể cũng diện áo dài cùng tông. Sau đó, Lê Phương chọn áo dài ren trắng để tiếp khách trong tiệc chiêu đãi ở nhà hàng. Chồng sắp cưới của diễn viên tên là Phạm Trung Kiên, sinh năm 1992. Anh từng học Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh và đoạt giải nhất cuộc thi tiếng hát truyền hình 2013. Hiện Trung Kiên là ca sĩ của đoàn nghệ thuật Quân khu 7 thành phố Hồ Chí Minh. Mối tình của họ từng gặp phải nhiều sự ngăn cản từ hai bên gia đình. Tuy nhiên, họ đã chứng minh được tình yêu chân thành và nhận được sự chúc phúc của mọi người. Nữ hoàng chuyện giới Lâm Khánh Chi, 100% tự chuyện là nỗi đau. Để có thể chia sẻ 100% sự thật, bí mật cuộc đời trong cuốn tự chuyện lột xác, nữ hoàng chuyện giới Lâm Khánh Chi phải suy nghĩ đấu tranh rất nhiều. Ra mắt cuốn tự truyện lột xác với những trang viết khiến người hâm mộ ngỡ ngàng, xúc động vì mỗi câu chữ thấm đầy sự đau đớn day dứt mà Lâm Khánh Chi từng trải qua, chị nghĩ gì khi quyết định công khai toàn bộ bí mật về cuộc đời mình như vậy? Tự truyện phát hành, trong lòng tôi có nhiều cảm xúc khó tả, ngậm ngùi, nửa vui, nửa buồn, vừa tuổi khi chia sẻ những điều bí mật nhất của cuộc đời mình vào đây. Tôi mong muốn khán giả vẫn luôn yêu mến, hiểu được nỗi lòng của mình. Đọc lại từng câu, từng chữ và hình dung lại những gì đã xảy đến với mình trong tự truyện, tôi thấy nhói lòng và buồn cho số phận của những người như tôi. Nói thật, tôi không thể kiềm chế được những dòng nước mắt khi đọc lại. Toàn bộ cuốn tự truyện này có chi tiết nào hư cấu hay không, thưa chị? Tôi viết tự truyện tiết lộ những bí mật cay đắng, nỗi đau mình từng trải qua, nhưng là đại diện cho nỗi đau chung của người chuyển giới phải chịu đựng. 100% là sự thật và không có hư cấu gì hết. Tuy nhiên, có những chuyện tôi kể phớt lờ, có những chuyện tôi giữ lại cho riêng mình và có cả những chuyện mà tôi không nhớ hết. Bởi trải qua cuộc hôn mê kéo dài hơn chục tiếng để chuyển giới khiến trí nhớ tôi bị giảm sút. Hiện tại tự truyện đang được in thành sách, tháng 9 tới sẽ họp báo và phát hành. Không biết khi quyết định viết tự truyện công bố nhiều chuyện riêng tư, bí mật cuộc đời trong đó chị có phải suy nghĩ dằn vặt nhiều không? Có chứ, trước khi thực hiện, tôi cũng phân vân xem có nên thực hiện cuốn tự truyện để kỷ niệm cuộc đời không. Tôi cũng lo nhiều ý kiến bởi khi nghệ sĩ nổi tiếng được nhiều người yêu thích công bố chuyện đời tư, chắc hẳn có rất nhiều người quan tâm đến cuộc sống của tôi.
Mặt khác, những nhân vật nổi tiếng tôi giấu tên xuất hiện trong cuộc đời tôi và xuất hiện trong cuốn tự truyện này. Hiện họ đã có cuộc sống riêng nên nếu kể ra, có người sẽ nghĩ tôi dùng trò PA. Nhưng vì đây là tự truyện nên tôi muốn kể một cách chính xác 100% để mọi người đọc, hiểu và đồng cảm với những người sinh ra giống như tôi. Dự định cho ra mắt tự truyện về cuộc đời tôi đã ấp ủ 5 năm, đến giờ giấc mơ đó mới thực hiện được. Khi tôi quyết định làm thì may mắn có Sài Gòn Book mở lời mời kết hợp để phát hành. Bản thân tôi nghĩ thấy cũng vui vì cuộc đời mình thật đặc biệt. Vậy lúc bắt đầu viết những dòng chữ đầu tiên trong cuốn tự truyện về cuộc đời, có điều gì khó đối với chị không? Buổi đầu tiên bắt tay viết tự truyện, tôi ngồi lặng im suy tư khoảng 30 phút, vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu. Một phần vì nghẹn ngào và phần vì trí nhớ của tôi không còn tốt như xưa. Sau cơn phẫu thuật lớn để thực hiện ước mơ hóa công chúa của mình, ngồi suy nghĩ hoài vẫn chưa bắt đầu được. Sau một khoảng thời gian khá dài bình tâm, tôi mới vào câu chuyện kể về cuộc đời mình nhưng không thể kể được liền mạch. Bởi có những thứ Khánh Chi giữ lại cho riêng mình, không kể hết mọi thứ. Lúc kể lại cuộc sống của mình, từ nhỏ mang hình hài là cậu con trai, nhưng tâm hồn là một cô gái. Tim tôi cứ như bị ai bóp nghẹn, nhớ cái gì tôi kể cái đó. Sau vài ngày rồi bổ sung thêm, cuốn sách như tôi chậm lại cả những giây phút hạnh phúc, nỗi đau tôi từng trải qua. Mà giờ nhớ lại vẫn thấy nhói lòng, ngập ngừng rồi suy tư, nhìn xa xăm, ký ức lại ùa về, nước mắt lại rơi. Vậy viết ra cuốn tự truyện này, ngoài việc Lâm Khánh Chi mong muốn khán giả hiểu thêm về cuộc sống chị đã trải qua hay còn vì điều gì khác? Tôi muốn chia sẻ với những người giống tôi và để chia sẻ cho những người luôn yêu mến, ủng hộ tôi, kể cả những người không thích tôi, để cho tất cả mọi người hiểu rõ hơn, hiểu đúng nỗi lòng của tôi. Và cả những người tình nổi tiếng bí mật mà chị đã nặng lòng vì họ sao? Đã yêu, mối tình nào cũng hết lòng và nặng lòng với người mình yêu, biết khổ cực và mình sẽ chịu nhiều đau đớn. Biết rằng tình yêu tạm bợ nhưng vẫn hết lòng yêu trong hy vọng và mơ ước có được phép màu cho người mình yêu ở bên mình như bao cặp đôi hạnh phúc khác. Những ước mơ cũng chỉ là mơ ước khi những người mình dành trọn con tim cứ lần lượt rời xa mình theo thời gian, bỏ lại mình với nỗi đau kéo dài đằng đẵng. Khi vết thương chưa kịp lành thì vết thương khác lại đến. Có lẽ vì tôi sinh ra là để hy sinh và cho người mình yêu nên mối tình hạnh phúc nhất là được 3 năm, rồi sau đó người ta lại được ai nấy đi với tôi. Dù người ta không nói, nhưng tôi nhìn ra lý do giống nhau khiến họ chia tay tôi, đó là vì mình không phải là con gái, chứ bản thân mình không có lỗi gì với người mình yêu. Trong khi tôi yêu họ đến mức vô điều kiện, như cả cuộc sống thu nhỏ chỉ bằng người mình yêu. Thậm chí vì yêu có thể đánh đổi cả sự nghiệp và tất cả những gì mình đang có để mình được hạnh phúc bên người mình yêu. Có ai đưa con sáo sang sông mà con sáo sổ lòng bay xa. Cuộc đời Khánh Chi là như vậy, lúc cần đến mình, người ta hứa hẹn đủ điều sẽ không bao giờ bỏ mình và chung sống với mình đến hết kiếp. Họ cũng nói sẽ không lấy vợ, vì tôi khi cuộc sống của họ đầy đủ rồi thì họ không còn bên cạnh tôi nữa. Đọc những chia sẻ của Lâm Khánh Chi trong cuốn tự truyện khiến người đọc hình dung ra một cô gái hết lòng nhưng hiến cho người mình yêu. Khi gia cảnh nhà bạn trai khó khăn đến nỗi chỉ ăn mì tôm, chị vẫn chạy xô kiếm tiền cho người ấy, nhưng sau này người ấy chính là lý do để lìa xa. Chị nghĩ người ta yêu thương mình thật sự hay chỉ để lợi dụng? Bạn trai trước của tôi là người làm tôi khổ nhất. Việc người ấy có yêu tôi thật lòng hay không thì người ấy biết. Khi người ấy quyết định chia tay, tôi đau khổ chết lên chết xuống. Nhưng người ấy cũng không màng. Tôi nghĩ người ấy cũng thương mình, nhưng vì lo cho sự nghiệp của người ta nên buộc lòng bỏ tôi vì tương lai. Và có lẽ cũng không nhắc đến nỗi đau này nữa, vì bây giờ tôi cũng đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình rồi. Nhưng chị có sợ bạn bè, người thân, khán giả bàn tán, luận ra tên của những người yêu nổi tiếng trước khi chị chuyển giới? Đã có đồng nghiệp nào lên tiếng về điều này chưa, kể cả những nhân vật đã được viết tắt tên? Việc trùng tên là chuyện bình thường trong cuộc sống hàng ngày, và trong cuốn tự truyện tôi viết tắt là vì không muốn chị đích danh và không muốn khẳng định cho mọi người biết người đó là ai. Tôi chỉ nói đến những người liên quan đến tôi, còn những người không liên quan thì lên tiếng làm gì? Mặt khác, đây là tự truyện phải trải lòng 100% sự thật. Dù là hạnh phúc, nỗi đau, kể cả những điều đau đớn bản thân không muốn nhớ lại, cũng cố nhớ để kể cho mọi người hiểu. Thực sự càng nói tôi càng buồn, chia sẻ vậy có lẽ được rồi, ai yêu mến Lâm Khánh Chi hãy mua tự truyện đọc mà thấu hiểu. Trải qua nhiều chuyện buồn nhưng giờ tôi hạnh phúc nhiều, có lẽ ông trời bù lại cho tôi một ông xã tương lai, yêu thương quan tâm và là chỗ dựa vững chắc luôn thấu hiểu tôi. Khi tự truyện phát hành, tôi sẽ cho tất cả trôi vào quên lãng để chờ đón hạnh phúc với người mình yêu thương và gắn bó với mình đến hết cuộc đời này.